sao đây trên những thứ mà tan đây baby. Hỏi em từ sáng sớm đến cho tôi I'm crazy. Cũng không thể chắc cái tâm mà sắc sẽ lấy lấy để gọi tôi là Eva nghe xa xa lạ. Tôi mặc như vậy vì tôi thích, bắt tay như vậy vì tôi thích, hát cao như vậy vì tôi thích. Tại sao không nào? Ai là diva tôi không biết, bao người tranh nhau tôi không thiết. Không là diva của mọi người, tôi là diva của cuộc đời. Cùng nhạc chất là ca khúc này chứ đâu nữa. Xin mời Nguyễn Quý Tộc ạ.
Trời ơi dễ thương quá. Một tiết mục bùng nổ. Không, cái này em nói thiệt nha, ai phải can đảm lắm mới cover lại một bài của chị Thu Minh á mọi người. Can đảm là khi chọn bài này cover lại. Nhưng mà tài năng là khi biến bài này ra một định dạng khác của mình mà vẫn hay đó. Cái đó mới đáng khâm phục. Xịn quá. Tại sao Miu quyết định chọn bài Amdiva cho cái đêm rất là quan trọng như ngày hôm nay ạ? Dạ, tại vì qua mấy vòng á, em có đọc comment của khán giả. Khán giả kêu em hát nhép. Nên là em chọn bài này để hát, để chứng minh cho khán giả là em mau hát nhép. Là vì em có cái đoạn giao lưu với khán giả đó. Mà đi ra, đi ra. Come on. And I'm a diva, diva. And you a diva, diva. Diva, diva. Yeah. Đi vô, đi vô. Su, đi vô là su. Đi vô nghỉ xong rồi đi ra lại. Không, cái này mình phải đi vô là đi vô vòng trong kìa. Ok. Em là một người rất là thông minh và cái gu thẩm mỹ âm nhạc em rất là tốt. Với những cái bài hồi nãy mà đánh theo cái kiểu soul như vậy là đòi hỏi bản thân cái người ca sĩ đó họ phải cảm nhạc tốt, họ mới hát không có rớt nhịp. Tại vì với cái dạng nhạc đánh nó nghe thì tưởng tiết tấu, nhưng mà để hát cho nó đầy thì khó hát lắm. Cái tiết tấu trong người phải giỏi. Yeah. Chứ không thôi là tự nhiên nghe nó lọt thỏm với ban nhạc thì ban nhạc người ta quýnh chắc quá. Mà hôm nay em hát cái giọng này nó khác hoàn toàn mấy dòng trước nữa, giỏi nữa, khen cái đó nữa. Tiết chế hơn rất là nhiều so với những cái dòng trước luôn. Hát giọng rất là bay bay nhẹ nhàng luôn. Thông minh. Cái bài này Tiên khẳng định là Miu hôm nay thực sự là next level đúng không? Em có xem Miu cứ tập ở cái tập vòng đầu tiên. Khi mà em nghe anh Huy nói là chị chọn ca khúc I'm a Diva để hát thì em mới bảo chứ thật một nữ ca sĩ mà cái quãng giọng tầm khoảng trung trầm như thế này sẽ hát cái bài đấy như thế nào? Thì đến khi mà nghe xong cái bản này thì em mới thấy đây là một cái phiên bản thực sự nó rất là khác biệt và nó đúng cái chất của chị. Và trong cái giọng hát của chị nó có một cái khàn rất là đặc trưng, rất là hay. Cái raspy đấy thực sự không có quá nhiều người có. Đúng rồi. Em thấy thích vô cùng. Hay quá. Em nhắm mắt lại mà em có thể tưởng tượng ra nó sexy kinh khủng khiếp. Nói tới cái chữ sexy của Phúc, anh mới phải nói thêm Miu như thế này. Yeah. Anh không biết gì về con người của em trước đó, nhưng anh dám chắc chắn em là một người yêu rất nồng nàn. Em mới có được cái trải nghiệm để hát ra những cái nốt nhạc này, đúng không em? Dạ, lúc đó em hát cái đoạn em sexy đó. Dạ, em có nhìn anh Thành á, em lấy cảm xúc. Tại vì là em rất là muốn anh Thành chú ý em. Vòng tới là em cũng chuẩn bị, em may cái váy nó hơi ngắn này nè, là để đi vào chân dài. Dạ, bà nhén nó mới bớt sexy đó bà nội. Dạ, anh Thành thấy ok không? Này nè. Mà người ta đang hỏi là yêu như thế nào, tự nhiên sexy gì vậy bà? Dạ chưa, em chưa yêu ai hết trơn á. Đừng có xạo. Em là em thề trên mạng sống của anh Thành á, là em chưa hề yêu ai luôn. Ủa, chết anh tôi luôn. Thề trên mạng sống của tôi. Thầy khôn ghê. Mà Tiên, em có đồng ý với anh là phải yêu nhiều mới hát được cái cảm giác đó không? Chính xác, yêu nhiều, trải nhiều và đau khổ nhiều. Nó làm mới sao có cái mà sự hát mà không yêu mà hát lạ lơi như vậy được Miu ơi. Em không thể nào fake cái chuyện lạ lơi của em trên sân khấu. Trừ trường hợp là em diễn thôi nha, đừng có mở miệng ra. Mở miệng ra là bà bớt sexy liền luôn á Miu. Bà bớt sang đi á chạy. Không sang nữa. Trời thôi tôi lại bà ơi. Em buồn á. Tự nhiên nghe cái giọng dù là làm em rồi nhưng tự nhiên sao nghe giống giọng miền Trung quá vậy ta, chứ không giống miền Bắc. Hồi nãy em nói là miền Bắc em miền Trung. Cô này ba miền luôn đó. Nói được ba miền. Cô này trước... nhiều khi là gốc Bắc rồi lại người miền Trung mà sống ở miền Nam luôn. Nhưng mà nếu mà miền Trung thì em có cái tên ở trong đầu không? Chưa, để từ từ em nói chị. Dạ, em suy luận đã. Cô bé từ từ. Dạ. Dạ chị bảo anh á, đừng có tin chị Tiên. Chị Tiên là bị em lừa dòng trước rồi, nên là chị Tiên là chị sai á. Lanh quá à. Cái giọng của cái cô này khiến cho bọn anh muốn nhào lên sân khấu cắn cổ một cái dễ sợ luôn á. Tại vì nghe nó phê á anh. Nhưng mà bọn anh cảm giác cái bài này nha, mặc dù là cô hát rất hay, nghe rất là phê, nghe rất là sexy, nhưng mà bọn anh lại có cảm giác là nếu như mà đúng cái người mà bọn anh đang nghĩ á nha, thì hát một cái thể loại nhạc khác sẽ kinh khủng khiếp và nổi da gà hơn rất nhiều. Mời em cho cái tên. Em thử coi. Từ từ để em nghĩ. Không, em có một cái tên trong đầu rồi á. Cái người này em chưa bao giờ đi hát chung à. Em chưa bao giờ gặp ở ngoài luôn. Nhưng mà em lại nghe nhạc của cái chị này nhiều gần đây. Tên gì ạ? Em đoán là chị Hà Nhi.
Lý Hà Nhi là ai ạ? Mà bớt lại mà Miu. Cũng có cơ sở. Tiên thì lại nghĩ rằng bạn chọn cái cách xử lý như thế này cho bài hát này là một cách xử lý rất thông minh luôn á. Nó biến bạn từ một cái bài hát của một đàn chị lão làng trong nghề, đó là chị Thông Minh, trở thành một cái version rất của riêng Miu luôn. Đây, đôi tai thẩm âm Khoa. Ta-da. Em đây, em thẩm nãy giờ, không may cho bà Miu này. Lại không may. Lại không may. Lại từ đầu hố cho mình. Thật ra thì đầu tiên là phải gửi lời khen ngợi cái đã. Miu biết rằng nếu mà so về giọng hát bản năng của mình thì không thể nào mà so được với lại chị Thu Minh hay là gì kia, nên là Miu đã lựa chọn một cái phiên bản diva rất là tinh nghịch. Đúng rồi. Nghĩa là làm mọi thứ rất là vừa phải. Tôi chờ mãi một cái khúc cao trào Miu sẽ bứt phá ở phía sau hơn, nhưng mà Miu đã không làm vậy. Có thể đây là cái lựa chọn an toàn, cũng có thể là quãng giọng của Miu bị hạn chế ở những nốt cao. Thì sao? Thì tôi khoanh vùng đối tượng lại. Mời bạn. Nói đúng cái người hồi nãy nói với em nha. Miu đang mong chờ mình nha. Mình là nhạc sĩ, mình phải chịu đúng trách rồi. Nhiệm. Mình phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình suy nghĩ. Nào, 2, 3. Không, thật ra bây giờ Khoa hỏi Miu một câu nè. Khoa với Miu có đi nhậu với nhau lần nào chưa? Trời ơi, qua tới nhậu luôn. Nhiều tư tình quá. Dạ, em là một người có thể nhậu được. Nhưng mà em chơi nhậu với anh Khoa bây giờ. Thề đi, nếu mà không nói thật là bài sau là không có giảm giá nữa nha. Nữa lại tiếp nữa. Giá. Miu ơi, em yên tâm đi. Anh thân với Châu Đăng Khoa lắm, anh nói cho nó giảm cho em cho. Dạ, anh thầm thề đi. Thề đi, thề đi. Anh thề bà đi. Sơ hở bà lấy tôi ra bà thề. Yêu quá à. Không phải, mà mình quạo đứa này đi chấm người ta mà cứ đe dọa người ta. Chứ chơi gì kỳ vậy? Thật ra cái việc mình sở hữu một cái giọng hát mà nó đặc trưng, nó vừa là một cái vật rất là hay. Khoa, anh đừng có trì hoãn để nói ra cái tên đó nữa. Anh nói ra cái tên đó đi. Cái tên đó là tên gì Khoa? Bùng nổ luôn á, tên này bùng nổ lắm luôn á. Lên mặt báo liền. Nói đi chứ. Trong đầu Khoa thì có... Dạ mình đi lấy ly cà phê mình uống đi. Dạ? Bây giờ mình cho Khoa một cơ hội đi. Thật sự thằng bé nó đang bị sang chấn tâm lý với chuyện tình cảm. Ok. Trong đầu Khoa bóp lên những cái tên sau, mà về chiều cao nè, cân nặng nè, quãng giọng nè, nó khá là tương đồng. Tôi đang nói tới nữ ca sĩ Thu Thủy. Vẫn là Thu Thủy. Ê, tôi nghĩ là Khoa nó yêu Thu Thủy hay sao? Anh ơi, em nghĩ là Khoa đang trong cái giai đoạn bị sản nhạc á. Sáng tác nhiều quá, bé nó không hiểu được cái khẩu hình nó cái gì. Anh chưa nghe tên thứ hai của em mà. Đây, rồi, mời. Bùng nổ nè. Nữ ca sĩ Ngọc Linh. Bùng nổ chưa? Dễ sợ quá chưa? Quá trời, xin mời manh mối ạ. Gợi ý như sau. Trời ơi, nếu ở một vũ trụ khác, Miu Quý Tộc sẽ làm sale bất động sản. Oh wow. Trời ơi, bán đất trên Đà Lạt hả? Không, không, không. Đây là thích sale bất động sản khu vực biển đảo, ví dụ như Phú Quốc nè, đó. Nha Trang. Dạ, giờ là đất lên Nha Trang mua được á. Dạ, Phú Quốc với lại Đà Lạt là hết mua được rồi. Chỉ có người có tiền mới mua được thôi. Thế là ở một vũ trụ khác sao không ước cái gì lớn hơn ta? Tại vì em thấy đến bây giờ cũng vẫn có thể làm bất động sản được mà. Ca sĩ làm khéo là còn lợi hơn đó, đúng không? Không. Không á? Không. Đang luôn chứ. Đúng rồi. Bây giờ biết Đà Lạt với lại Phú Quốc hết mua được là biết là rành lắm rồi. Đúng đi rồi. Săn lùng bà hụt thôi. Wow. Nếu vậy là hiện giờ là sale bất động sản có phải là cái nghề tay trái của Miu không? Dạ, tại nhà em có điều kiện á, nên em không có nhu cầu bán bất động sản. Em đi hát bị đam mê à. Chảnh chưa? Chảnh. Hèn chi ở gần để tót ra mùi tiền. Không có đâu, nhiều khi nấu vậy thôi chứ có mấy miếng đang bán chưa được. Dạ anh thành mua. À xin lỗi em, anh không có gì ngoài đất. Ừ, cảm ơn em. Wow. Vậy anh thành bán em đi. Bán em hả? À? Dạ. Anh sẽ mua không nổi thôi. Em trả góp nha. Hát tiếp đi cưng. Càng vô cái vụ bất động sản này càng vô bế tắc. Chốt tên. Em nên hỏi cho Khoa không ta? Hai cái tên Khoa nãy làm hú hồn quá. Bắp ơi. Dạ. Anh nộp cái đáp án mà nãy anh nói là anh giấu tiếp. Giấu tiếp. Đức Phúc ơi, em nghĩ ai? Thực ra là em cũng nghĩ là người đó.
Em nghĩ là em sẽ giấu. Nói chung á là bạn này thông minh quá. Bây giờ là anh Tiến Thành là chúng ta sẽ nhờ ngân hàng VIP bảo mật rồi. Tóc tiên. Tiên là dòng 1 nó đúng luôn rồi. Không không, em ghi hai cái tên mà em ghi tên bạn này ở vị trí thứ hai. Thành ra là tính thành cái tên 1. Vậy là em trật nữa phải không? Em bị trật, em bị trật. Nhưng mà có nghĩ tới thứ hai có nghĩa là đó, cũng nghĩ tới là có, không thắng em có rồi. Nghĩ. Tức là em đã muốn chốt cái tên thứ hai nằm trong tờ giấy của em rồi. Thì cho nên là cho phép em xin được giữ kín thân phận của Miu đi đúng nha. Rồi. Bảo mật luôn. Dạ. Như vậy là chị có Khoa là chọn chị Thu Thủy với lại là dạ không chị phải Linh thôi. Thực ra là em tung hỏa mù vậy thôi, thực ra em biết bạn này là ai rồi. Wow, thông thái lắm nhà nhưng trẻ. Nhưng mà thường mình tung hỏa mù cái người nào nó cũng giống giống tí xíu. Tung hỏa mù cái gì mà xa. Em tự đào hố cho mình rồi. Dạ. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời biệt đội áo đen cool ngầu để hộ tống Miu quý tộc vào trong nghỉ ngơi trước khi chúng ta đến với phần quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. We'll be right back.